Xin chào, chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và mình là Vũ. Và hôm nay mình sẽ so sánh hai loại kem dưỡng và gel dưỡng đến từ nhà Bagwit Chen và Amform. Cả hai bạn này đều chứa đến 72,3% chiết xuất lên men của cây hắc mai biển. Và bạn kem dưỡng của Bagwit Chen này thì chứa đến 75% là chiết xuất của cây hắc mai biển. Và đầu tiên thì mình sẽ đến với cả từng bạn một. Thì cái bạn Vitamin C Water Gel của Amform thì có chứa là 72,39% là chiết xuất lên men của cây hắc mai biển. Đồng thời thì bảng thành phần có chứa là niacinamide này, chiết xuất cây phỉ này, sen tuyết thì sẽ giúp cấp nước, butylene green cone thì sẽ bổ sung tác dụng cấp ẩm, nhưng đây cũng là một thành phần có khả năng gây mụn ở trên da. Còn đối với cả cái bạn kem dưỡng vitamin 75% hắc mai biển này thì cái bảng thành phần của cái bạn này nó kiểu ngắn gọn hơn ấy, cũng sẽ là chứa thành phần chính rất là 75% của cây hắc mai biển này. Sau đấy chứa dầu hướng dương, dầu hạt ma cadama, dầu cọ, và cái công thức cải tiến thì sẽ giúp thẩm thấu tốt hơn. Cả hai sản phẩm này thì sẽ đều không có chứa cồn, không có silicon, không có hương liệu. Và thực sự mùi hương của hai bạn này mà khi sử dụng thì mình thấy cảm thấy nó khá là kiểu nhẹ nhàng, thoang thoảng, và kiểu là bôi một lúc là nó hết luôn ấy. Thì bây giờ mình sẽ đến với cả từng em một để nói về cái cảm nhận khi mình sử dụng hai bạn này. Thì đầu tiên là mình phải dành một lời khen cho cái bạn Vitamin C Water Gel của Amform, là bạn ấy có cái que lấy. Thì đối với cái dạng hũ như này, khi mà có cái que để lấy sản phẩm ra thì nó sẽ đảm bảo được vệ sinh cũng như là đảm bảo chất lượng được cho cái sản phẩm bên trong ấy. Và đối với cái bạn Vitamin C Water Gel của Amform này thì bạn ấy sẽ là có một cái dạng hũ thủy tinh. Thế nhưng thực sự khi sử dụng bạn này thì thực sự là mình không thích một tí nào cả, bởi vì thứ nhất là cái bao bì của bạn ấy ở đây này là người ta dán lên và là giấy, gọi là sao nhỉ, nó tức là kết hợp với cả cái việc là cái nắp này, nếu mà kiểu khi mà mình rửa sạch tay rồi mà mình lấy sản phẩm này thì mình sẽ thường là như thế này để mở cái nắp ấy, và thực sự là cái nắp của nó rất là chặt, khó mở kinh khủng khiếp luôn. Và đây, nếu mà mọi người nhìn thấy thì mình đã làm cho cái vỏ viền của cái bạn này nó bị gọi là rách tan nát ra, nhìn nó rất là mất thẩm mỹ và bị bẩn ấy, bởi vì là mình mỗi lần mở mình phải vận hết cả sức ra thì mới có thể vặn được cái nắp của cái lọ này. Thực sự là mỗi lần dùng đến cái bạn này mình ngại việc mở nắp kinh khủng luôn, mất thẩm mỹ dã man, là nó làm cho kiểu tay của mình bị bẩn ấy. Cái giấy này nó mủn ra, nó làm cho tay mình bị bẩn. Khi mà mình lấy kem mình thoa lên mặt mình cũng cảm thấy không được sạch sẽ cho lắm. Còn về cái chất kem ấy thì cái chất kem của nó là dạng gel đặc. Đó. Khi mà tán ra thì nó sẽ không để lại một cái lớp gì ở trên da của mình hết. Về độ thẩm thấu thì thực sự là mình đã dùng hết rồi, chỉ còn lại một ít ở trong này thôi. Đó, thì cái cảm nhận thấy của mình là mình thấy cái kem của bạn này nó thẩm thấu không được nhanh cho lắm. So với các loại kem dưỡng đặc khác thì mình thấy nó thẩm thấu nhanh, nhưng mà so với cả cái bạn Vitamin C, so với cái bạn đến từ nhà Bagwit Chen này thì mình thấy là nó thẩm thấu nhanh hơn. Và tức là nó thẩm thấu chậm hơn so với cái bạn của Bagwit Chen này. Và sau khi mà thẩm thấu xong ấy thì nó sẽ để lại một cái lớp hơi ẩm ẩm dính dính ở trên da của mình, làm cho mình kiểu không thích cái cảm giác khi sử dụng bạn này cho lắm. Và khi mà sử dụng giấy quỳ thì đó, bây giờ mình sẽ sử dụng giấy quỳ ở trên da của mình và đặt ra đây để cho mọi người có thể nhìn thấy độ pH của em nó. Thì độ pH của bạn này sẽ rơi vào khoảng 5, khoảng 6 chấm
màu nó sẽ gần giống với cả màu 6 chấm hơn sau khi mà chuyển màu. Ở đây thì nó có chuyển màu rồi đấy, nhưng mà không biết mọi người như thế nào. Đó, đây vàng nhạt hơn so với cái màu này này. Thì nó sẽ rơi vào cái khoảng là 6 chấm là độ pH của cái bạn gel này, và mình không thích cái bạn gel này. So với cả cái bạn đến từ nhà máy chai này thì cái bạn vitamin C của Artform này làm cho mình không thích lắm, bởi vì là sau khi mà nó thẩm thấu xong nó vẫn để lại một cái lớp màng hơi dày. Tức là mình cảm nhận được cái sự dày ở trên da của mình chứ nó không được khô ráo, mặc dù nó là dạng gel và thực sự là nó thẩm thấu hơi lâu. Vì mình bởi vì kiểu mình trong đầu mình kiểu gel thì nó sẽ thẩm thấu nhanh hơn và nó sẽ là kiểu dạng trong hơn ấy, nhưng cái bạn này nó cũng khá là đặc đặc nhiều kem ấy và nó thẩm thấu hơi chậm một chút. Thế nhưng mà tuy nhiên là thế nhưng khi mà bạn kiểu nếu như bạn nào mà có cái thói quen mà thích massage thì có thể là thấy bạn này sẽ thích bạn này hơn, bởi vì là mặc dù là nó có thể thẩm thấu hết rồi nhưng nó vẫn để lại một cái lớp gọi là trơn mượt và mịn ở trên da của mình, làm cho mình có thể kiểu massage lâu một chút. Còn đến với cả cái bạn của nhà đến từ nhà máy Whip Chain này thì đầu tiên mình phải có một lời chê, cũng như là gọi là một lời chê là vì bạn ấy đến từ máy Whip Chain nhưng lại không có que lấy sản phẩm. À, mặc dù là cái lọ này bằng nhựa thôi nhưng mà mình thấy nó cũng khá là sang chảnh chứ nó không phải là kiểu xấu xí gì, nhìn nó cũng khá là sang chảnh. Mình cũng đã dùng gần hết rồi và cái bạn này thì nó cũng là dạng kem ấy. Đấy. Nó là dạng kem trắng như thế này và khi mà mọi người tán mình sẽ lấy giấy quỳ ra để test thử cái độ pH của bạn ở trên của bạn này. Và độ pH của bạn này khi sau khi mà thay đổi thì mình thấy là cũng sẽ rơi vào khoảng từ 5 chấm đến 6 chấm giống như cái bạn Vitamin T Water Gel của Artform, và nó cũng rơi vào vạch đấy. Và mặc dù bạn này là cái loại bạn này là cái dạng kem dưỡng màu trắng nhưng khi tán ra thì nó sẽ nó vẫn chuyển thành màu trong chứ nó không có vẻ trắng ở trên da của mình. Và mặc dù là dạng kem nhưng mà khi mà mọi người tán ra mọi người sẽ nhận thấy cái sự dày và gọi là dày và lâu thấm của bạn này, nhưng mà sau khi mà massage một lúc và vỗ thì thực sự là mình cảm thấy thực sự rất ấn tượng với cái bạn mình thực sự rất ấn tượng với cái bạn đến từ nhà bạn WeChat này, bởi vì là bạn ấy thẩm thấu tốt và mặc dù là dạng kem ấy nó thẩm thấu tốt hơn so với cả cái bạn Vitamin C Water Gel này, nó không để lại một cái lớp màng dính ở trên da giống như kiểu cái bạn Vitamin C đâu. Cái bạn đến từ nhà Artform này nó thẩm thấu rất là tốt và sau khi mà thẩm thấu hết vào da của mình ấy, nó để lại một cái sự ráo và nhẹ tênh kinh khủng khiếp. Nó ráo đến nỗi mà kiểu mình cảm giác kiểu là mình chưa bôi cái gì ở trên da của mình, mặc dù là mình đã sử dụng một lớp serum gốc dầu sau đấy mới sử dụng đến bạn Bay Quick Chain như này. Thế nhưng mà thực sự là nó thẩm thấu rất tốt, sau khi thẩm thấu thì da mình ráo hoàn toàn, không có một cái gì cả. Còn về tác dụng ấy thì còn về tác dụng thì mình lại phải thực sự là dành một lời khen cho bạn đến từ nhà Bay Quick Chain này, bởi vì là khi mình sử dụng bạn này thì mình thấy tác dụng trị thâm này, tác dụng dưỡng cho da mình căng bóng ẩm mượt và mịn sẽ tốt hơn là bạn đến từ nhà Artform Vitamin C này. Cái bạn Artform Vitamin C này mình dùng thực sự là mình có thấy ẩm nhưng cái sự dưỡng ở trên da của nó sẽ không tốt bằng bạn, sẽ không tốt bằng cái bạn đến từ nhà Bay Quick Chain này. Cái thấy chắc như là mình khi mà chấm điểm ấy, thì mình sẽ nghĩ là bạn này sẽ được điểm cao hơn so với cái bạn này, và khi mà mình mua lại thì mình sẽ mua lại cái bạn đến từ nhà Bay Quick Chain này, bởi vì là hai cái giá của hai cái sản phẩm này thì nó khá là tương đồng nhau và cùng là đến từ thương hiệu trực thuộc của Bay Quick Chain, nhưng thực sự là cái bạn Artform Vitamin C này nó làm cho mình cảm thấy không hứng thú cho lắm. Đầu tiên là từ không hứng thú cho lắm, và mình nói lại là tại sao mình không hứng thú, nó là bởi vì thứ nhất là cái bao bì của nó cực kỳ khó mở ra, mình phải vận hết độ công mới có thể mở được cái lọ này. Nó là nếu mà chỉ mở bằng hai ngón này thực sự là không thể mở được, mà mình phải mở như thế này, và khi mà mở này mình cảm thấy là tay mình nó không còn được sạch nữa. Còn đến với bạn
Còn về bao bì của cái bạn bay viết chai này thì mình mở cực kỳ dễ dàng đấy. Đó là một điểm cộng cho các bạn bay viết chai này. Thứ hai là cái lớp gel của cái bạn này thì nó dày hơn một chút, và sau khi khô ráo thì nó vẫn để lại một lớp dính dính nhầy nhầy ở trên da của mình, làm cho mình cảm giác như bụi bẩn xung quanh nó có thể bám lên trên da của mình và làm cho mình thấy hơi bí ấy. Và tác dụng của nó thì như mình vừa nói thì nó cũng sẽ chậm hơn rất nhiều so với cái bạn đến từ nhà máy White Chain này. Và bởi vì cái bạn White Beat và bởi vì là cái bạn đến từ nhà máy White Chain này thì nó có cái bảng thành phần ngắn gọn hơn, an toàn hơn và thích. Và vì thế thì mình thấy mặc dù là hai cái bạn này đều cực kỳ thích hợp cho mọi loại da, thế nhưng đối với da dầu thì mình nghĩ là mình sẽ khuyên mọi người dùng cái bạn đến từ nhà bạn đến từ nhà máy Vichai này. Còn nếu như bạn làm nó làn da khô thì mình nghĩ là mọi người dùng vitamin C water gel của nhà Amform này thì sẽ hợp lý hơn. Còn về tác dụng thì đối với cái làn da nhạy cảm thiên dầu của mình thì mình thấy bạn này đem lại cái tác dụng dưỡng ẩm tốt hơn, trị mụn làm sáng da, trị thâm mụn và làm sáng da tốt hơn. Cho nên mình cho bạn này 9 điểm, bạn này 7 điểm. À chết, 9 điểm, bạn này 7.5 điểm. Đây là video về hai bạn đến từ nhà Amform và Buy With Chain, đều chứa phần lớn là 72,39% chiết xuất lên men của cây hắc mai biển. Và bạn của Buy With Chain này thì chứa đến 75% cây hắc mai biển. Thì mình hy vọng là cái video này có thể giúp ích cho mọi người, trong việc lựa chọn hai sản phẩm đều có cái bảng thành phần khá là sạch sẽ, an toàn, thích hợp cho mọi loại da. Thế nhưng nó cũng sẽ phân ra là làn da thiên dầu và làn da khô. Vì thế cho nên là mình hy vọng có thể giúp mọi người tiết kiệm được một khoản để mua đúng sản phẩm mà mọi người nên dùng cho làn da của mình, chứ đừng phí tiền nhá. Mặc dù là hai bạn này cũng khá là tốt cho làn da của mình, bởi vì là bảng thành phần của hai bạn này cũng đều khá là sạch sẽ, không có silicon, không có hương liệu, không có chất bảo quản, cực kỳ tốt. Và nếu mọi người để ở tủ lạnh ấy, thoa lên da nó sẽ cực kỳ mát, Và về chiết xuất của cây hắc mai biển thì cây hắc mai biển là một loại cây dầu chứa nhiều chất chống oxy hóa, axit béo, vitamin A, C, E và đặc biệt là chứa omega 3, 6, 7 và cực có một loại omega cực kỳ hiếm là omega 7. Nó sẽ giúp làm cho da của mình khỏe hơn, sáng hơn từ bên trong. Và bởi vì nó là dạng vitamin C ở trong cây chiết xuất của cây hắc mai biển nên nó sẽ không tác dụng nhanh và mạnh, làm cho da mình dễ bị kích ứng bằng việc các bạn sử dụng các sản phẩm chứa vitamin C chứa khoảng 5% hay 21% vitamin C. Thì như thế nó sẽ làm cho da của mình phải chịu đựng cái việc sử dụng acid vitamin C mạnh hơn ấy. Nên mình thấy là ví dụ như da bạn là da nhạy cảm thì có thể tham khảo hai sản phẩm này để sử dụng cho làn da của mình. Chúc mọi người có làn da đẹp. Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Nếu mà thấy hay thì hãy like, subscribe và theo dõi mình để mình có nhiều video hơn. Cảm ơn mọi người.